Xin chào toàn thể quý vị anh chị, lại là em Hồng Ngọc đây. Và hôm nay thì em Ngọc sẽ lên sóng cho các bác một em Kia Morning C mọi người nhé. Em này thì có điểm đặc biệt là sản xuất 2018, những ô tô lại đi có hơn 2 vạn thôi, rất là ít và xe còn cực kỳ đẹp đấy mọi người nha. Và mọi người hãy cùng đi vào cận cảnh các đường nét chi tiết của chiếc xe để có thể cảm nhận được tổng quan đường nét nhé. Showroom bên em có địa chỉ là 46 Việt Hưng, Long Biên, Hà Nội. Nên quý vị anh chị cân đối cụ thể với chiếc xe này thì hãy liên hệ trực tiếp với em trên số hotline để bên em sẽ tư vấn và trả lời cho mọi người một cách nhanh chóng nhất nhé. Đây, đi vào dàn lốp láp cho các bác xem này. Dàn lốp láp của xe vẫn còn rất là dày dặn nhé. 2018, em này đi thế là rất là ít đấy mọi người ạ. Những chiếc xe 2018 em bán thì nó sẽ còn rơi vào khoảng là 5 vạn trở đi cơ. Kể ra em này thì còn rất là mới nhá. Bác nào mà với tầm tiền khoảng 300 thì lựa chọn một chiếc xe nhỏ nhỏ xinh xinh này cực kỳ hợp lý luôn nha. Đây, em sẽ đi vào cận cảnh các đường nét trên chiếc xe. Mọi người xem cụ thể hay muốn quay cận cảnh như nào thì hãy cứ liên hệ trực tiếp với em nhé. Tiếp tục di chuyển đến phần dàn ghế này. Ghế trước này, ghế lái này, lái nhiều nhất này. Mọi người có thể nhìn thấy là không hề có dấu hiệu nhăn nhúm gì luôn nhé. Bản này thì chúng ta cũng sẽ cơ bản những option trên xe thôi, cũng không có quá nhiều điều để tả đâu mọi người nhé. Nhưng cơ bản là một em xe nhỏ nhỏ xinh xinh đi rất phù hợp cho vợ con đi làm đi học mọi người ạ. Đây, keo chỉ trên xe đây mọi người ạ. Với thiết kế của Morning C thì nó sẽ nhỏ gọn. Và đúng là để mà về nó thiết kế thì Morning nhìn vẫn hài hòa hơn i10. i10 nó thực sự là tại vì i10 nó nhìn ở ngoài đường nó nhiều quá nên thành ra là cứ mặc định nghĩ cho em nó là một chiếc xe dịch vụ mọi người ạ. Nên là cũng tùy mỗi sở thích cá nhân mỗi khách hàng thôi mọi người nhé. Đó, thiết kế sẽ quay thêm mọi người này. Keo chỉ cận cảnh. Mua bán bên em thì đều có cam kết bằng văn bản cho mọi người, đầy đủ văn bản khi mà mua bán nhé. Nên các bác cứ không đúng văn bản thì là cứ giả lại xe cho em. Xe mua bán chuẩn văn bản. Bây giờ em sẽ mở thêm về phần khoang máy để cho mọi người xem thêm một chút nhé. Khối động cơ của em này. Đây, một chút quay về thêm một xíu để cho các bác có thể xem được. Đó, 2018 mọi người nha. 2018. Đây, khối động cơ. Đây, các bác ở xa có thể xem được rất là nét luôn nhé. Cận cảnh toàn bộ máy móc động cơ. Và đây là em Morning C sản xuất 2018. Oddo của em này thì như em đã nói là đi có 28.000 km, chưa đến 3 vạn nhé. Giá bán thì em đang bán là 325 triệu. Giá trên thì còn thương lượng một xíu nữa thôi. Xe đẹp, giá cũng tương đối luôn mọi người nhé. Ưu ái thì liên hệ trực tiếp với em và em cảm ơn mọi người.